VinFast VF E34 thắng thuyết phục giải xe xanh 2022. Vượt qua nhiều dòng xe thuần điện và xe hybrid, VinFast VF E34 giành vị trí nhất hạng mục xe xanh 2022 tại CarChoice Awards 2022 CCA. Điểm số tổng hợp từ kết quả bình chọn của người dùng và hội đồng tư vấn chuyên môn giúp VinFast VF E34 chiến thắng thuyết phục ở hạng mục xe xanh 2022 với 23,42 điểm. Mẫu xe của VinFast giành điểm số cao hơn đáng kể so với vị trí thứ hai là mẫu VF8, 15,99 điểm. Sự đồng thuận của người dùng cũng như hội đồng tư vấn chuyên môn đã mang lại ngôi vị quán quân cho VF E34. Theo đó, xe điện VinFast đạt 16,12 điểm từ người dùng và 7,3 điểm từ hội đồng tư vấn chuyên môn, áp đảo so với các đối thủ cạnh tranh ở nhóm xe xanh. Việc VinFast VF E34 có doanh số tốt năm 2022 và phản hồi tích cực từ phía người tiêu dùng từ những bản cập nhật phần mềm giúp mẫu xe này xứng đáng giành được giải xe xanh của CCA 2022. Ông Phạm Xuân Hà, giám đốc GenK AutoPro, phụ trách mảng nội dung công nghệ xe của VCCOP, đồng thời là thành viên hội đồng tư vấn chuyên môn cho biết, ra mắt thị trường Việt Nam hồi cuối năm 2021, VF E34 là dòng xe thuần điện phổ thông đầu tiên được phân phối chính hãng. Đáng chú ý, đây cũng là mẫu xe điện đầu tiên của thương hiệu ô tô Việt Nam trong quá trình chuyển đổi từ xe dùng động cơ xăng sang xe xanh. Dòng xe này đã nhận được sự đón nhận nhiệt tình từ phía người dùng trong suốt năm qua, một phần nhờ chất lượng sản phẩm và phần khác đến từ hệ thống hạ tầng chạm sạc phủ rộng với tốc độ nhanh chóng. VF E34 sử dụng động cơ điện và bộ pin lithium có công suất cực đại lên tới 147 mã lực và mô men xoắn ở mức 242 nanomet. Theo như nhà sản xuất công bố, pin của VF E34 có thể di chuyển quãng đường lên tới 285 km. Khi sạc nhanh 18 phút thì xe có thể di chuyển quãng đường 180 km. Dòng xe này có nhiều tiện ích hỗ trợ người dùng gồm các tính năng an toàn cao cấp và khả năng ra lệnh bằng giọng nói tiếng Việt thông minh, thân thiện. Từ Cà Phê Bít, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.